Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện mỗi ngày được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Chương trình chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề trong cuộc sống để chúng ta có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và nâng cao kỹ năng thích ứng trong mỗi ngày đang sống hôm nay. Tôi là Tuyết Oanh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay. Chủ đề của ngày hôm nay: cảnh giác với 7 việc nhẹ lương cao. Thưa quý vị, không cần bỏ ra vốn hay không mất chi phí nhưng lại được làm việc ngay tại nhà. Lợi dụng tâm lý của người dân mong muốn tìm công việc nhẹ nhàng nhưng lương cao, hàng loạt 7 lừa người lao động qua mạng xã hội đã khiến người dân mất số tiền lớn lên đến hơn 1 tỷ đồng. Công việc và tiền bạc bỗng chốc biến mất chỉ vì nhẹ dạ cả tin vào những lời nói đảm bảo sự uy tín của những đối tượng lừa đảo hiện nay. Và tại tỉnh Bình Phước, sự việc một người dân bị lừa mất hơn 1 tỷ đồng do tin tưởng vào việc làm trực tuyến trên mạng và hậu quả để lại là những sự tiếc nuối, hối hận không kịp của nạn nhân. Cụ thể, trong tháng 5 năm 2024, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận đơn của bà NTG, trú thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, để trình báo việc bị tội phạm công nghệ cao lừa đảo mất hơn 1 tỷ đồng. Theo đơn trình báo của bà G, vào ngày 19 tháng 4 năm 2024, có một tài khoản mạng xã hội gửi kết bạn và nhắn tin có việc làm online tại nhà, không mất phí dịch vụ, không cọc tiền, chỉ cần làm nhiệm vụ tìm kiếm cổ phiếu sẽ nhận được 15.000 đồng một lần tìm kiếm. Tiếp đó, người này hướng dẫn bà G sử dụng tài khoản Telegram tìm kiếm kết bạn với người có thông tin. Sau đó, người này hướng dẫn bà G thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cổ phiếu và chụp gửi lại sẽ nhận được tiền. Tiếp theo, đối tượng đã cho bà G vào nhóm trên ứng dụng Telegram và hướng dẫn bà làm hợp đồng để được hưởng lợi nhuận từ 25 đến 50%. Bằng các chiêu thức tinh vi, các đối tượng lừa đảo đã dụ dỗ bà G chuyển nhiều lần tiền cho chúng với lý do các thao tác của bà G không khớp lệnh. Tổng cộng, số tiền bà G chuyển cho kẻ lừa đảo là hơn 1 tỷ đồng. Nghi ngờ bị lừa, bà đã đến cơ quan công an trình báo. Và không chỉ tại tỉnh Bình Phước mà tại tỉnh Quảng Ngãi, hàng trăm người dân ở xã Nghĩa An và Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi bị lừa đảo mất tiền khi đăng ký đi lao động ngắn hạn ở Hàn Quốc qua mạng xã hội và thông qua môi giới. Ước mơ đi xuất khẩu lao động để đổi đời giờ đây thực sự quá xa vời đối với họ. Và có lẽ trong tâm can họ chỉ còn lại sự cắn rứt lương tâm khi lỡ tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn, ngon ngọt trên mạng xã hội. Do thiếu hiểu biết và tin tưởng vào người thân quen môi giới việc làm, trường hợp người phụ nữ có tên Thúy đã nhận 4,7 tỷ đồng của 100 người dân ở xã Nghĩa An để chuyển cho một chủ tài khoản trên mạng xã hội, được cho là đang lao động ở Hàn Quốc. Là em chuyển thẻ cho bà Lê Thị Hạnh. Nói chung vừa rồi là trên tỉnh nó cũng bị em sâu kê đầy đủ, em sâu kê em đem lên hết rồi. Đó. Nói chung là em cũng không có muốn như vậy, em cũng nghĩ là em giúp cho bà con đi, em cũng nghĩ là bà lồm. Thiệt chứ em không nghĩ sai, nếu mà em biết vậy là em nghĩ là thôi kệ, em cũng nghĩ là em thương mình đi được, giúp cho bà con chứ em không em ơi đồng nội. Em có sâu kê đầy đủ hết, em chuyển bao nhiêu người em sâu kê đầy đủ, không thiếu một đồng nội. Kể nhà mấy anh rồi, gia đình em cũng 6 người, 7 người. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay tỉnh Quảng Ngãi chỉ duy nhất có Trung tâm Dịch vụ Việc làm liên kết với các doanh nghiệp đưa người đi lao động ở nước ngoài. Do vậy, việc lao động đăng ký đi lao động ngắn hạn tại Hàn Quốc với các đối tượng môi giới hoặc bằng những hình thức khác là hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật. Như hiện nay là các trang mạng giới thiệu rất nhiều việc làm cũng như là xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Thì em cũng có vào xem trong các trang cá nhân và thấy họ nói rất hay, nhưng mà cũng nhiều comment bình luận là không tốt cho lắm, bởi vì là nhiều người đã bị mất tiền trong đó, nên mình rút ra bài học thà chậm mà chắc. Khuyến cáo với người dân có nhu cầu lao động ở nước ngoài, thì nếu như mà có nguyện vọng lao động ở nước ngoài thì cần liên hệ đến Sở Lao động Thương binh Xã hội của tỉnh, Trung tâm Giới thiệu Việc làm ở ngoài nước, hoặc là các doanh nghiệp được Bộ Lao động Thương binh Xã hội cấp giấy phép hành nghề kinh doanh về việc mà đưa người đi nước ngoài lao động. Cái nhất, cái thứ hai nữa là tuyệt đối không được thực hiện theo sự mời chào, dụ dỗ trên các trang mạng xã hội. Cái thứ hai là không được thực hiện theo sự chỉ dẫn, lôi kéo mời chào của cá nhân, tổ chức không có chức năng, nhiệm vụ
để mà đưa người lao động ở nước ngoài. Sắp tới thì sẽ cùng ngành lao động sẽ cùng với các ngành khác đó thì chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, công tác tuyên truyền để cho đối tượng là gần như có thể được thì không được, không bị các đối tượng này lừa, mà thứ nhất là tốn tiền, tốn thời gian và không đưa người đi làm việc ở nước ngoài được theo quy định của pháp luật hiện hành. Thưa quý vị, Hàn Quốc những năm gần đây là thị trường lao động rất hấp dẫn đối với người dân. Lợi dụng tâm lý nôn nóng muốn đi nước ngoài nhanh với chi phí rẻ nhưng lại được làm việc nhẹ lương cao nên nhiều người dân đã sập bẫy lừa đảo. Do vậy, người dân nếu có nhu cầu đi lao động cần chọn lọc thông tin kỹ lưỡng để tránh xảy ra những vụ việc tương tự. Và không chỉ mất tiền sau khi sập bẫy việc nhẹ lương cao, mà người lao động còn trở thành con mồi của đường dây lừa đảo, buôn người sau những lời dụ dỗ, mời gọi hấp dẫn. Câu chuyện chân thực từ những lao động lỡ sa chân trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo, buôn người, một lần nữa cảnh báo người dân cẩn trọng trước những lời dụ dỗ, việc nhẹ với thu nhập hàng trăm triệu đồng nơi đất khách quê người. Sáu nạn nhân này đã được các lực lượng biên phòng Việt Nam giải cứu. Theo nạn nhân Nguyễn Xuân Vũ cho biết, khi bản thân đang có nhu cầu tìm việc làm, anh được một đối tượng giới thiệu sang làm việc ở Lào với mức lương hấp dẫn. Công việc chỉ đơn giản là gọi điện thoại tư vấn cho khách hàng. Tuy nhiên, khi sang đến nơi, thực tế lại hoàn toàn trái ngược với những lời hứa hẹn ban đầu của kẻ môi giới. Anh đã bị ngược đãi, đánh đập, ép buộc gọi điện về cho gia đình, gửi tiền chuộc với tổng số tiền lên đến 2,5 tỷ đồng. Con điện về cứu con với, thế mẹ là nóng ruột quá, rồi là xoay sở gửi con 300 triệu rồi mất tích luôn, đúng chỗ con gửi về nữa. Rồi là khi nhờ ban ngành cấp trên cứu là con ra, thì mẹ chỗ là hai cái mặt thâm đen đấy con nốt. Đó hỏi mẹ nói con này, con ơi, nắng mấy đứa con này là dị điện bằng roi điện, với đập đăng giấy điện, rồi là họ cho ăn có lần, thì như nhờ bộ đội biên phòng về chưa cấp đến này đưa được con tôi ra rồi là dư lên cửa khẩu rồi cảm ơn bộ đội biên phòng. Đó, gia đình vào vẫn chưa có tiền thì họ đã đánh đập 5 người chúng em. Và sau đó mỗi cách khoảng 3 ngày như vậy, mỗi lần như vậy gọi về nhà không có tiền là họ đều đánh đập. Và trong quá trình nhốt em chỉ cho ăn một ngày là được một bữa ăn và tiền nước và tiền ăn tự bỏ ra. Tư vấn cho khách hàng là công việc mà các lao động phải làm hàng ngày, nhưng thực chất là gọi điện để lừa đảo người khác qua mạng. Nếu mỗi ngày không làm đủ chỉ tiêu, thì người lao động sẽ bị các đối tượng lừa đảo đánh đập, trừ lương hoặc bị bán lại cho người khác. Khi mà con em muốn đi lao động thì phải nắm được các cái công ty cần lao động, nó phải rõ nguồn gốc. Thế và đảm bảo được cái độ an toàn, không lên là nghe theo các cái lời dụ dỗ về mức lương cao, việc làm nhàn ấy để mà cho con em đi lao động mà không rõ nguồn gốc mà dẫn đến để mà con em mà bị lừa ấy xào vào các cái công ty của người nước ngoài ấy để mà xảy ra cái tình trạng như cái vụ việc vừa rồi. Hiện nay rất nhiều người đang có nhu cầu đi lao động nước ngoài. Do thiếu hiểu biết và nóng vội tìm kiếm việc làm nên đã vô tình tham gia vào các đường dây mạo hiểm, đưa người đi lao động trái phép dẫn đến sập bẫy của các tổ chức buôn người qua biên giới. Lòng tham cộng với sự thiếu nhận thức khi tham gia những hoạt động trên mạng xã hội sẽ khiến nhiều người dễ dàng trở thành con mồi của những kẻ lừa đảo. Và chiêu thức tuyển người gõ văn bản theo mẫu, tuyển nhân viên chốt đơn đính kèm những bài đăng tuyển dụng, việc làm, việc nhẹ, lương cao tràn lan khắp hội nhóm tìm việc trên mạng xã hội. Đây là những chiếc bẫy được giăng sẵn để lừa người có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Thực tế này ảnh hưởng đến các doanh nghiệp đang cần tuyển dụng nhân sự khi người lao động trở nên dè chừng và sợ bị sập bẫy tiếp tục. Những nhóm tuyển dụng việc làm trên mạng xã hội với số lượng thành viên lên tới cả 100.000 người, mỗi ngày có rất nhiều bài đăng tuyển dụng việc làm, tìm người gõ văn bản trả lương vài trăm ngàn đồng hay tuyển người trực page, chốt đơn online. Việc nhẹ, lương cao nên rất nhiều bạn sinh viên ứng tuyển. Bạn sinh viên này sau nhiều lần nhắn tin cho các chủ bài đăng tuyển dụng trên mạng chỉ nhận về sự thất vọng. Với mức lương cao thì mình có nhắn tin thì họ có bảo mình là liên hệ qua Telegram hay là cũng bảo mình là em nộp tiền để làm hồ sơ hay là để có thể
để giữ chỗ, tại vì lương cao thế thì mình cũng hơi lăn tăn về vấn đề này một chút. Hậu quả của việc xuất hiện những bài đăng tuyển dụng lừa đảo này là khiến cho những người có nhu cầu tuyển dụng thật trở nên khó khăn trong việc tìm kiếm ứng viên. Chị My đang kinh doanh quán cà phê cũng đau đầu trong việc tìm nhân viên, đăng bài cả tháng nhưng không ai ứng tuyển, hỏi ra mới biết các bạn sợ bị lừa. Trong cái bối cảnh hiện tại thì cái việc mà mình tuyển dụng nhân viên nó thật sự gặp rất là nhiều khó khăn khi mà không thông qua một bên thứ ba mà tự đăng bài tuyển dụng, bởi vì là hiện nay thì có rất là nhiều các cái tin bài trên mạng quảng cáo rằng là việc nhẹ lương cao cũng như là những cái thứ nó rất là hấp dẫn cho các bạn sinh viên cũng như là các bạn có nhu cầu tìm việc làm ấy. Vậy nên là khi mà mình muốn nhu cầu tìm nhân viên thật thì nó rất là khó, vì là tâm lý của các bạn thì sẽ rất là sợ bị lừa, nó ảnh hưởng đến những người có nhu cầu tìm người làm như mình thật sự. Vâng, những người chủ có nhu cầu tìm nhân viên thật thì lại cảm thấy rất khó tìm nhân sự, bởi người lao động đã chuẩn bị tâm thế dè chừng, sợ bị sập bẫy thêm lần nữa, nên vô tình tránh xa những nơi thực sự chắc chắn tuyển dụng lao động. Và cứ như thế, tạo nên một vòng tròn lặp lại khi người lao động có nhu cầu tìm việc lại bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo, còn người chủ muốn tìm nhân viên thực sự thì tìm hoài mà chẳng thấy đâu. Vâng, thưa quý vị, không thể phủ nhận rằng thị trường làm việc online đem đến nhiều cơ hội, nhưng bên cạnh đó cũng kèm theo không ít những thách thức và cạm bẫy, đặc biệt là những biến tướng trong tuyển dụng online. Thực tế cho thấy đã không ít học sinh, sinh viên mất tiền một cách oan uổng vì những chiêu trò lừa đảo này. Để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo, người dân đặc biệt là sinh viên cần cảnh giác trước các lời mời, quảng cáo tuyển người đánh máy để dẫn dụ sang công việc cộng tác viên làm nhiệm vụ hưởng tiền hoa hồng trên các trang mạng xã hội. Sau một số sự việc đau lòng đã xảy ra, chúng ta cần nghiêm túc rút ra bài học kinh nghiệm cho chính mình để tránh mắc phải những cái bẫy của kẻ lừa đảo. Sau đây, Tuyết Oanh xin chia sẻ một số biện pháp cần thực hiện, đó là 1. Khi đi tìm việc, người lao động không nên tin vào những thông tin tuyển dụng phóng đại hay mô tả công việc không rõ ràng. Hãy đặt nghi vấn trước những thông tin việc nhẹ, lương cao. Bên cạnh đó, khi đi tìm việc, đừng để bị lừa bởi những yêu cầu vô lý không có trong cam kết. 2. Giới trẻ nên tập trung đầu tư kiến thức, ngoại ngữ và kỹ năng sống, thay đổi nhận thức, xóa bỏ tư duy việc nhẹ lương cao để có thể hòa nhập và thích nghi được với bất kỳ môi trường nào. 3. Người lao động cảnh giác, không cung cấp những thông tin liên quan đến giấy tờ tùy thân trên không gian mạng, vì các thông tin này có thể bị đối tượng lợi dụng để chiếm đoạt các tài khoản điện tử. 4. Người lao động có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài cần liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp đưa lao động đi nước ngoài được cấp phép và tuyệt đối không thông qua trung gian. Các cơ sở giới thiệu việc làm cần tiếp cận gần gũi hơn với người cần tìm việc. Nhà trường cần đưa vào chương trình giáo dục về thị trường lao động, pháp luật lao động, về bảo hiểm liên quan đến người lao động và quyền lợi chính đáng của người lao động. Đặc biệt, bản thân người lao động phải tự biết không ai trả lương cao cho người chỉ có năng lực bình thường hoặc không có học vấn. Hãy học tập thật tốt, cần phải vững vàng kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng mềm liên quan đến công việc. Bên cạnh kiến thức, kỹ năng, thì ngoại ngữ cũng chính là điều tạo lợi thế giúp các bạn trẻ có thể tự tin đề xuất mức lương cao với nhà tuyển dụng. Thưa quý vị, tìm việc làm là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Thay vì tìm việc từ những trang mạng không tin cậy, để đảm bảo an toàn, người lao động hãy đến các trung tâm giới thiệu việc làm chính thống để được tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu đến các công ty được cấp phép. Ngoài ra, tổ chức giới thiệu việc làm phải có giấy phép, có trụ sở hoạt động rõ ràng. Hãy cảnh giác trước những lời mật ngọt, việc nhẹ, lương cao. Để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo, cần phải tỉnh táo trong quá trình tìm việc. Các thông tin đăng tải trên mạng xã hội đều không được kiểm chứng, vì vậy cần phải tìm hiểu thật kỹ trước khi tham gia và phải có giao kết bằng văn bản rõ ràng. Và câu chuyện cảnh giác với bẫy việc nhẹ lương cao mà chúng tôi vừa chia sẻ đến quý vị cũng đã kết thúc thời lượng dành cho chương trình Chuyện Mỗi Ngày hôm nay. Hy vọng quý vị khán giả đã có thêm cho mình nhiều thông tin bổ ích và những trải nghiệm thiết thực. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào 6:30 và phát lại lúc 16:00 trên kênh BBTV1.
Đồng thời chương trình cũng được phát trên BBTV2 lúc 7:30 và phát lại lúc 18:00 Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.